bí. Nó sắp ra quả rồi đấy. Lấy đi chợ bán đi con. Con lấy nhá. Cái quả nó to ấy. Con muốn mua gì? Bác đi chợ để mua cho con này. Con muốn mua ở chợ bên bên với cả dưa chuột. Yeah. Bác mua cho con nhé. Con mua cả cá bông. Đúng rồi. Đi học về bác mua cho nhé. Quay vứt đấy nhà. Bác con được hai quả bự nhưng mà con nhận hai quả bự à? Bác con được hai quả bự to luôn. Hai quả bự to to à? Được rồi. Ăn màu bìm cho con nhé. Ba cái này dài lắm rồi. Cái này dài lắm rồi à? Rồi. Bà cắt cái này đó nhé. Cái này thì hơi dài nó mắc lé dài chưa? Ừ.
dài lắm rồi nhỉ, cắt đi để nó mọc nhiều nhánh ra. Có nhiều con này. Chạy đi. Sợ nó đốt nắm đấy. Con đâu mà gần nhá. Để tay sạch vào nhé con ơi. Con đi chuẩn bị cặp đi, xong là đi học á. Con đóng cửa này vào chứ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Chẩu để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm mất đồ đi du lịch cái gì. Có cái hôm ở trên cái gì nhỉ, chưa có bạn. Nghịch thôi, ta khóa xăng vào thôi, không hỏng gì đâu. Lên nó xăng nó lên dốc, may nó không ở đây này. May xăng ngon đấy, đường đang dốc này.
Nó chỉnh đi xuống một nửa, khóa xuống một nửa rồi, sang xuống ít quá nó không đủ đốt. Nó phải như thế này này. Em lấy chai xăng à, không xử lý gì rồi. Xin nhé. Cảm ơn nhé. Rồi, xe đi người ta khóa xăng. Cái này này. Cái này là cái gì đây? Còn ăn không? Đấy, để bác cho con. Ngon không? Đấy. Ngon không? Cá. Ngon không? Quá, ăn cá luôn nha. Úi, ra rồi, đây con ăn nha. Đấy.
Dạ. Bác nấu cơm. Nấu con tôm hùm cho con á. Con này có ăn được đâu. Để hôm nào bác đi bắt ra nhé. Bây giờ bác nấu cá kìa. Mà bác nhá. Đi mua khác con đi. Để hôm nào bác đi mua nhé. Đi thấy họ bán bác mua cho nhé. Đây này bác có cá. Ở suối ấy, hôm nào với bác với con đi bắt nhỉ. Thế bác nhỉ? Bác mua ở đâu? Mua ở chợ ấy. Hôm nay bác đi chợ mà. Con đi học câu nhé. Học câu giỏi giỏi. Mai bác với con đi câu nhé. Vâng. Đi câu ở suối nhé. Bác con cho được con đó. Giờ này bán là chị ơi. Lạng 15.000. Trên cũng rơi. Nói chuyện chứ. Thank you.
Con ơi, rửa chân tay ăn cơm đi. Sang rồi. Con lấy ghế ra ngồi đi. Cơm đi con đi. Bác ơi bỏ đi rồi. Con nha. Nhà bố không? Chị em lấy ít thức ăn lên cho con. Chị lấy cái gì ta đừng. Cái này chín hết rồi, ăn được luôn rồi. Đừng... Cái rồi. Gì đấy? Thịt gà chị ạ. Gà. Chị lấy cái gì ta đừng ăn được luôn rồi. Món gì đấy? Bác nấu món gì đấy? Ngon thế. Cá này. Con cá, rau bí nữa, su hào, ngon nhỉ. Rồi con với bác ăn cơm nhé, chị ăn cơm nhé. Bố đi về đây tối rồi. Bố ở đây ăn cơm với con. Tối rồi bố đi về thôi. Để mai bố lại lên nhé. Để mai bố lại lên. Anh ở lại đây ăn cơm với mẹ con em đi. Thôi tối rồi em đi về thôi. Ăn cơm không đi về. Con đi vào ăn cơm đi. Nha. Đi đi con đi vào ăn cơm đi. Tối rồi. Tối rồi bố còn đi về ấy. Nào con với ba ăn cơm đi. Ăn cơm ở đây với em luôn em ơi. Được rồi để bố thêm để bố rửa tay đây nhá. Bố lấy cho. Ngoan thế nào. Được rồi con này, được rồi, thế được rồi. Bố cảm ơn nhá. Con đi vào với bác đi. Về ăn cơm. Anh xuống đây ngồi đi. Rồi con ăn cơm đi. Chị ăn cơm chị. Mà ăn cơm đi. Ăn ngon thế. Bố xé gà cho con ăn nhé. Đây, ăn cơm anh ơi. Em mày chiên cơm nhé. Con ăn cơm đi. Để bố xé gà cho con ăn nhé. À, để bố xé cho con. Con ăn cái này mới ngon này. Con ăn đi con ơi. Ngon chưa? Con ăn cái này ấy. Ăn ngon lắm. Chấm cái này nhé. Chấm ít thôi nhé mặn nhé. Đây, ăn đi con. Ăn thêm đi. Chị ăn thêm. Này thêm cho chị cái đùi, ăn cái đùi này. Vâng, cứ để đấy. Ngon không? Ừ. Ăn đi. Mà bố ăn cơm. Con ăn đi, bố hết ăn. Mời chấm ăn nhé. Ăn con. Anh ăn đi. Chị ăn đi. Ăn đi. Yeah. Ngon thế nhỉ? Ăn đi ăn. Con ăn cơm với nhá. Rồi.
Mười chín đấy. Chị ăn đi chị ơi. Mày ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Để em cứ sắp đi. Cá này hôm nay đi mua chợ. Vâng, hôm nay em đi chợ, em mua chợ. Vâng. Ăn đi. Cá này chắc là suối. Cá này mua suối hả? Để con ăn cái bát cơm nhé. Vâng. Ăn đi con. Ăn đi. Ăn đi con. Ngon thế nhỉ, con da ngon này, giòn giòn. Ăn đi con, ăn cả cá này nhé. Mồm con này. Con ăn cơm đi. Bố ăn cơm. Ăn cơm. Bố ăn cơm đi. Con ăn đi. Để ba khác khác ăn đấy. Con ăn đi. Ôi, bố xin nhé. Con ăn cơm đi. Con ăn đi. Con ăn đi. Ăn nhiều không? Ăn một bát nữa không? Con sao cho mày? Để hết cái này, cái nha bố cho mày. Anh ăn cơm đi. Nhá thức ăn. Ăn tự nhiên nhé. Con ở nhà con ngoan nó nghe lời bác nhé. Con ngoan nghe lời bác nhé. Bố ở cùng với con được con nghe lời bác. Được chưa? Thì hôm nay đi chợ hay làm gì chị? Vâng, hôm nay đi chợ bán rau. Đi chợ xa không? Có xa. Đi mất 10 ngày đó. Làm những công việc gì? Anh làm. Em bây giờ đang sửa xe ở bên dưới kia. Em cách đây khá là xa. Sửa xe ạ? Ừ, em sửa xe máy. Chị ăn đi chị. Nước ơi. Anh uống nước đi. Còn uống không? Nước kia. Thế tối rồi, muộn rồi, bố đi về nhá. Con ngủ với bác nhá, ngoan nhá, không được nhớ bác nhá. Bố về nhá. Bố về một tí được mẹ nhá. Con lấy đèn cho bố ạ. Ba cho. Để con. Thang lấy đèn về. Thế cho em mượn đèn, mai em lấy lên cho nhé. Ba nhá. Mai bố lấy lên. Mai bố lấy lên con nhá. Mai bố lấy lên cho con nhá. Bố về đây.